Rồi, hello chào anh em nha. Hôm nay 22 tháng 11 năm 2020, mình bán con xe Cúp 8650 FI màu xanh bã đậu. Có người gọi màu này là màu xanh nhà binh. Thì con này là đời 2010 nha. Đời 2010 Cúp 8650 FI, phun xăng điện tử, đèn tròn, đời cao 2010. Tình trạng là xe kho nội địa Nhật về, sơn xi zin không giảm tuốt, máy nổ im, chạy ngon lành. Xe kho nội địa Nhật về, giấy tờ tại Việt Nam anh em tự lo. Giá cho con xe Cúp 8650 FI phun xăng điện tử này em bán là 20.500.000, full vẫn kiến đầy đủ nha anh em. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Con xe này là cực đẹp luôn nha anh em, mình gọi là tình trạng là cực đẹp, đẹp long lanh luôn. Ba ga nè, line new như mới. Xe này là vô bẩn zin mới luôn nha anh em. Hai cái bẩn là zin mới Honda luôn, đúng bẩn zin mới luôn, bẩn kiến đầy đủ. Xe này cực đẹp luôn. Có người kêu màu xanh bã đậu, người kêu màu xanh nhà lính, xanh nhà binh, tùm lum hết á. Tùy theo mỗi vùng miền người ta gọi khác nhau. Rất là đẹp, đẹp long lanh luôn. Con này đời 2010 nha, xe cực đẹp luôn. $20.500, full bẩn kiến đầy đủ, cầm đùm đèn sáng bóng luôn, cầm đùm đèn sáng bóng nha nè. Quá đẹp cho con xe đèn tròn. Hôm nay anh em nào hỏi về cúp đèn tròn alo em nha. Một con xe tuyệt đẹp, giá thì nói chung trong tầm giá này là rất là dễ chịu rồi. Anh em chơi dòng xe này biết rồi, đèn tròn nó rất có giá trị. Nhưng mà con xe tuyệt đẹp này em chỉ bán với cho anh em với mức giá là 20.500.000 ha. Cầm đùm đèn sáng bóng, máy nổ chạy êm, ái nhẹ nhàng luôn. Và đặc biệt là dòng phun xăng điện tử FI này là nó chạy rất là tiết kiệm xăng nha, tiết kiệm xăng lắm. Em mở cái bẩn ra, đây bẩn em xem. Khô ráo sạch sẽ luôn, rất là đẹp. Giá đẹp cho con xe đẹp, 20.500.000. Xe này còn hai chì zin luôn, còn hai chì zin luôn nha anh em. Trong xe 86 đèn tròn này thì nó sẽ là vẫn là 3 số, nhưng mà nó là 3 số không té nha anh em. Giờ là dòng này gọi là dòng xe thương mại phổ thông. Còn cái dòng xe Cúp 88 là dòng xe chở hàng thì nó là ba ga lớn và nó sẽ không có đèn nhan trước như thế này ha. Và số của nó là 3 số té, có nghĩa là mình đang chạy số 3. Mình khi mình đạp ga, mình nhắn số tiếp thì nó sẽ là về số 0 luôn. Đó. Giá 20.500.000 cho con xe Cúp 8650 FI phun xăng điện tử. Đời 2010, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em ha. Có số điện thoại là 0933 996332. Quá đẹp cho con xe.